phải chém luôn nữa. Rồi được rồi, ăn được là tốt. Riêng con này đòi ăn thì lại ủng hộ. Anh lên hỏi. Anh lên về, qua bạn đây. Có hẳn phóng viên phục vụ quay phim chụp ảnh như này nữa. Yeah. Để cho nó con nó ăn. Nó này con lôn côn nhé. Cái bánh do thì mình thích, không thích ăn ngọt thì mình bỏ ra, nó ra cũng được á. Ừ.